Vụ chiêm xuân năm nay, toàn xã mừng và gieo cấy hơn 272 ha, chủ yếu là các giống lúa nếp tan thuần địa phương và một số giống lúa lai có năng suất cao như nếp 87, BC15. Tuy nhiên, thời gian cuối tháng 2, trên địa bàn có xảy ra rét đậm rét hại, đã phần nào làm giảm tiến độ gieo cấy. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bà con quy trình chăm sóc và phòng trừ các loại sâu bệnh hại có thể xuất hiện trên lúa mới gieo cấy. Đồng thời sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Đến thời điểm này, nhân dân xã Mường Và đã hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa chiêm xuân, đảm bảo kịp khung thời vụ.